Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, nhân kỷ niệm 102 năm ngày sinh nữ tướng Nguyễn Thị Định, sáng nay 15 tháng 3, đoàn cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Bến Tre đã đến viếng và thắp hương dâng hoa, tưởng nhớ và báo cáo kết quả hoạt động của hội trước anh linh nữ tướng, đặc biệt là thành công của Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Thay mặt đoàn, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre đã báo công lên cô Ba Định những thành tích nổi bật mà các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đạt được trong đợt thi đua đặc biệt của hội phụ nữ các cấp chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, cũng như 8 điểm nhấn trong phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ công tác hội đã được nêu trong báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc và 8 chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2022-2027. Trước anh linh của nữ tướng, Cố Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đoàn cán bộ lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, cán bộ cơ quan chuyên trách của Hội Phụ nữ tỉnh Bến Tre đã hứa hẹn sẽ luôn tiếp nối truyền thống cổ độ quân tóc dài năm xưa để làm trạng danh quê hương đồng khởi anh hùng với phương châm đồng thuận sáng tạo trách nhiệm hiệu quả và tinh thần thi đua đồng khởi mới ngày càng khẳng định rõ vai trò vị thế của người phụ nữ trong xã hội. Đặc biệt là tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của đội quân tóc dài, tạo nên chân dung người phụ nữ Bến Tre tự tin nhân ái, nghĩa tình, phát triển toàn diện trong thời kỳ mới.